Ở đường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nói chung tất cả những cái quê cũ khi bao tình đồ nó còn mới giờ làm cái trò dâu mộng ngày thiên hòa bên mai tiếng này có 100 ngôn tiếng trăm ngôn năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió giờ anh đi xe gì về? Chút xíu nữa lại đó. À. 20 phút. Anh có micro gì chưa? Cắm thì chưa có mà không dây gì có. Không dây gì có. Không dây phải xài được gì? Được bình thường. Có micro có dây có không? Ba trăm cái luôn. Có một cái rồi. Thôi đến anh 300.000 nó là lợi tốt hay gì đó 400 xài rất là tốt đâu không tốt. Cái nào tốt mới tốt, cái nào không tốt mới không tốt. Tại vì không tốt thì mình đâu có bán đâu. Mình tuyển lựa hàng nó phải tốt và giá nó phải rẻ để anh em chơi. Có một lần vô đây mà mua cái chiếc CX88 đó FB nữa. Hôm đó không hết hàng. Hết hôm đó rồi. Anh uống xe lại rồi anh bỏ anh xe luôn ha. Còn đồ gỗ với đồ gốm. Nào cho bọc sách tay nữa rồi. Bọc sách tay nó bục à? Anh thay bê cho nó chắc. Chứ cái bọc Việt Nam nó giỏi. Nó bục rồi. Mình ôm lên về mình bỏ anh xe. Ok. Rồi vừa tên nữa là ngồi chơi chơi chút. À, rất được. Một triệu, hai triệu, ba triệu, bốn triệu, bốn triệu mấy? Bốn sáu. Bốn sáu. Đúng rồi. Đúng chưa? Hết tiền mày sai rồi nha. Rồi, mời anh ra đây ngồi chơi.